Rồi thì sau khi mà cô hướng dẫn các bạn cái nút điều khiển rồi á, thì bước tiếp theo á là giả sử như khi mà các bạn nhấn nút play á hoặc là phát bài hát á, thì cái ổ đĩa nó sẽ xoay nha. Thì để viết cái hiệu ứng cho cái ổ đĩa thì các bạn sẽ tạo cho cô một cái thư mục rồi để mà lưu trữ cái file hiệu ứng XML đó. Rồi các bạn nhấp phải chuột press new. Chọn cho cô là directory. Rồi các bạn đặt cho cô là name hay còn gọi là animation đó. Rồi sau đó thì các bạn nhấp phải chuột vào thư mục name, các bạn new animation result file. Rồi thì ở đây các bạn đặt cho cô một cái tên ha. Ví dụ như là this gạch chân rồi thay thay đẹp. Rồi sau đó các bạn nhấn ok. Rồi thì ở bên trong này mình sẽ dùng một cái thẻ gọi là rotate. Rotate thì ở trong đây á về mình sẽ khai báo các thuộc tính xoay của đĩa. Thứ nhất là trọng tâm, rồi góc độ xoay, rồi có lặp lại hay không. Thì để góc độ xoay thì nó xoay từ 360 độ. Thì mình xác định là từ from derail là không, từ 0 độ đến là to derail là 360 độ. Thì bắt đầu mình sẽ xoay từ trọng tâm của cái ổ đĩa hoặc là cái hình đĩa đó, thì mình xác định cho độ tầm trăm đó là pivot x y là 50%, tức là chính giữa tọa độ của cái image view. Rồi tiếp theo là pivot x là 50%, thì hai cái này nó có ý nghĩa là chính giữa của image view và nó sẽ xoay 360 độ. Thì các bạn muốn thiết lập cái tốc độ xoay thì mình có là duration Android 200 duration bằng thì cái tốc độ xoay thì các bạn ở đây nó sẽ tính bằng mili giây nha. Ví dụ cô cho 10.000 mili giây. Rồi mình muốn là sau mỗi vòng xoay thì nó lặp lại, thì mình có cái thuộc tính gọi là repeat count. Repeat. Rồi repeat count bằng lặp lại. Mình cho nó là mỗi lần nó xoay xong nó khởi động lại cái vòng xoay. Rồi thì các bạn muốn cái ổ đĩa xoay thế nào khi mà mình restart một cái media, thì mình có là Android nha. Rồi Android 200 repeat. Repeat mode bằng restart. Đó, đây là những cái thuộc tính cơ bản để mình thiết lập một cái gì đó cho nó xoay vòng tròn. Rồi bây giờ là mình đã có cái file hiệu ứng rồi. Bây giờ mình sẽ khởi tạo một cái animation trong cái main nè. Mình vào main thì mình đi khai báo một cái biến animation. Animation và đặt là animation thì mình sẽ khởi tạo nó ha. Khởi tạo load nó thì các bạn vào on create. Mình khởi tạo một cái animation bằng animation until. Thì cái animation until nó có hai cái package, một là của Android, một là của Android, hai là của Google. Thì các bạn chọn cho cô Android ha. Chấm load load animation. Thì cái load animation nó có hai tham số. Tham số thứ nhất là context là cái disk main của mình. Tham số thứ hai là cái ID. ID đây là cái file disk rotate XML á. Đây cô truyền vô là cái main.disk. Rồi, thứ hai là cái file đó nằm ở đâu? Nằm trong R. R-anim chấm disk rotate. Đó, mình load nó. Rồi bây giờ cái animation sau khi mà mình khởi tạo và mình load nó rồi, mình kích hoạt nó, thì để kích hoạt nó mình dùng một cái thuộc tính gọi là start start animation. Rồi bây giờ là khi mà mình bấm nút play, khi mình bấm nút play thì cái ổ đĩa của mình xoay đúng không? Mình ở trong cái list nè, cái if else thì mình xét về cái hiệu cái hình thôi, mình không có ghi ở trong if else nha, mình ghi ở trong cái on click nhưng mà ở ngoài if else này nha. Nên cô thu lại cho nó gọn nè để cho các bạn dễ nhìn nha. Thì khi mà mình bấm play thì cái ổ đĩa xoay, tức là evadis chấm star animation. Còn khi ở trong đây nó có một tham số ha, animation. Khi mà mình bấm next
bấm private nó cũng bắt đầu phát bài hát, nên là cô cũng cho xoay ổ đĩa trong đây luôn ha, trong nét nè. À, rồi trong private luôn ha. À, rồi còn khi mà mình bấm stop là ổ đĩa dừng đó. À, thì mình vào trong stop rồi cái ổ đĩa dừng tức là evdisk chấm clear animation. À, rồi thì bây giờ mình kiểm tra xem là khi mình bấm play hoặc là nét qua bài khác, à, hoặc là lùi bài thì khi đang phát hiệu đĩa của mình nó có xoay không. À nha, ví dụ như cô bấm play. À nó chưa intro xong, đẹp xíu. Vậy là à, các bạn thấy nó xoay ha. Đó, thì cái chỗ cái khúc này á, là khi mà xoay xong 360 độ á, là chỗ này nó bị khựng đúng không? À, thì bây giờ các bạn muốn cho nó mượt ngay chỗ đó thì mình sẽ sử dụng một cái thuộc tính, à, đó là cái sử dụng thuộc tính này ở trong cái thẻ rotate. Rồi cô cũng toàn bạn coi ha. À, cái thuộc tính đó tên là interpolator. À, mình copy cái dòng này các bạn có thể tự gõ ha, còn nếu mà các bạn sợ gõ sai chính tả thì mình vào đây mình copy rồi sau đó mình vào cái thẻ rotate này mình thêm nó ở bên trong cũng có thể mở set á. À, mình cần nó về ra. À, rồi sau đó thì các bạn load lại. Rồi, mình bấm play nha. Rồi, các bạn thấy là nó mượt ngay cái chỗ đó, đúng không? À, rồi mình bấm stop. Dừng. À, rồi khi bấm nét. Nó phát bài, nó xoay. À, bấm stop. Dừng. Đúng không? Rồi. Vậy là về cái phần xoay hiệu ứng xoay đĩa xong rồi ha. À, tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái hiển thị về thời gian tổng bài hát và thời gian phát bài hát. Rồi, và các bạn vào trong cái main activity mình viết cho cô cái hàm lấy tổng thời gian của bài hát nè. Rồi private void set total time, set total time. Rồi thì tổng bài hát cái thời gian của tổng bài hát đó là get duration. Thì nó sẽ trả về tổng thời gian bài hát. Thì cái tổng thời gian bài hát nếu mà mình không định dạng nó sẽ cho ra là mili giây nha, mili giây. Rồi mili giây nên là mình định dạng ha, mình định dạng theo cái phút mà phút giây bằng một cái hàm đó là symbol dead, symbol dead một mắt đó. Đó. Rồi bây giờ mình khai báo một cái lớp là cái đối tượng đó là symbol death format. Rồi cô đặt là fm bằng new symbol death format. Thì trong đây nó chứa chuỗi định dạng nha. Phút là m, giây là s, hai số thì mmss đúng không? Rồi thì mình sẽ gắn cái tổng thời gian bài hát lên đâu? Lên tst total time chấm set test. Thì cái hàm set test đó là nó chỉ chứa test thôi, còn khi mà mình lấy ra cái thời gian bài hát đó là số, nên mà các bạn phải cộng với chuỗi hoặc là chuyển nhân chuỗi ha. Rồi bây giờ mình định dạng nè fm tức là symbol format đó, thì trong đây có một cái hàm gọi là format nha. Và cái thời gian của mình là gì, là cái media media chấm get duration đúng không? Đó. Thì cái này nó sẽ trả về cái số thời gian, nên là các bạn phải cộng cái chuỗi chỗ này để nó loát cái số nó lên, nó ép vào trong cái tt thôi thôi được.
Rồi. Thì khi mà play net hoặc private là nó sẽ hiển thị total time của bài hát hiện tại. Nên là trong ba cái nút play với lại net private mình gọi cái hàm mình gọi cái hàm gọi là cái hàm set hoặc total time. Được không? Rồi. Mình bỏ nó vào trong cái net này. Rồi cái private này. Rồi mình test thử coi nha. Rồi các bạn cũng play nè. Tổng thời gian là 3 phút 21 giây ha. Qua bài tiếp theo là 4 phút 47. Qua bài tiếp theo là 4 phút 43. Được không? Vậy là mình lấy ra được cái tổng thời gian của bài hát rồi. Tiếp theo là mình viết một cái hàm hiển thị cái thời gian bài hát đang phát là đang ở phút nào. Thì mình viết một cái hàm gọi là update. Update time song. Rồi. Thì để mà lấy được cái thời gian bài hát mình sử dụng một cái đối tượng đó là handler. Handler bằng new handler. Rồi mình handler nè, chấm boss delay, thì cái hàm boss delay này có hai tham số. Tham số thứ nhất là run enable, tức là mình sẽ thiết lập cái nó run như thế nào, thời gian mình lấy như thế nào. Và cái tham số thứ hai là cái gọi là cái tốc độ mà nó nhảy dây nè. Thì ở đây cô hướng dẫn các bạn cách để giảm thiểu cái sai chỗ này nha. Mình chọn cái này thì cái mình cho một dấu phẩy ở đây đúng không? Rồi cái tham số đầu tiên thì mình làm sao mình làm tham số thứ hai trước. Thì bây giờ cô cho cái tọa độ mili giây đó là 500 đúng không? Sau đó cô chấm phẩy chỗ này được không? Rồi tiếp theo là cô đặt con trỏ chuột vào tham số thứ nhất, cô bấm new khoảng trắng enable rồi enter. Đây kìa không? Đó, rồi. Thì bây giờ mình vào bên trong cái hàm run nè. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái thời gian phát thời gian bài hát đang bài hát đang phát. Thì để lấy được cái thời gian đó mình dùng cái hàm gọi là get current get current position 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 thì nó sẽ ra cái bài hát đang hát phút nào. Rồi thì mình cũng định dạng nha bằng new rồi phút nè giây nè rồi mình cũng gắn nó vô trong cái tham số ha chấm xét test rồi FM là symbol death format rồi cái hàm format ha trong đây mình có là gì media chấm get current position đó. Thì cái chỗ này là nó sẽ định dạng và trả về cái phút giây đúng không? Nên mình sẽ nói chủ ở chỗ này được chưa? Mình sẽ nói chủ chỗ này tức là nguyên cái cụm này sẽ là test được chưa? Thì cái set test nó mới chấp nhận cái giá trị đó. Rồi thì cái này là nó sẽ gắn vào đây đúng không? Và đồng thời á là cái thanh ship 3 nó cũng chạy theo cái mốc thời gian đó. Rồi thì mình gắn cái ship 3 vô cái thời gian bài hát. Thì mình có là gì? Set nè, set process tiến trình của cái thanh ship 3 là cái thời gian hiện tại bài hát đang hát. Đúng không? Còn cái set total time tức là thời gian tối thiểu của bài hát cũng là cái mass của cái thanh ship 3 đúng không? Rồi thì ở đây mình gắn vô luôn ship 3 chấm set mass thời gian tối đa của bài hát là media chấm get duration đúng không? Rồi thì sau khi mà mình gắn cái thời gian của bài hát nó chạy theo cái ship 3 rồi á thì cái gì mình cho cái giao diện của mình cũng delay theo cái mili giây của cái thằng handle luôn ha. Thì ở đây mình có là handle
boss, thì cái chỗ này sẽ là disk, tức là cái main của mình á, và cái tọa độ delay, delay nó chạy theo cái giao diện của mình, nó sẽ chạy theo cái thời gian ha. Rồi mình cũng trong cái nút play á, và net private mình cũng gọi lại cái hàm update nè, play nè, thì cái này mình có là update nè, update tham số nè. Rồi mình copy xuống cho cái thằng net. Rồi private chưa, thâu thồ cái thâu thồ tham á là cái mask, thâu thồ tham của bài hát là cái mask của shipper. Còn cái update tham song á, bài hát chạy tới đâu thì shipper chạy tới đó nha. Rồi mình bấm play nè. Đúng không? Rồi bấm nét nè. Qua bài khác thì cái này nó sẽ bắt đầu lại từ công nè. Đúng không? Đó, rồi. Thì giả sử như cô muốn trượt cái thanh này, lúc này là chưa trượt được nè, đúng không? Khi mà cô nhấp vào, cô cho cái thumb của cái ship ba nó dừng tới đâu, nó stop tới đâu, thì cái bài hát nó sẽ bắt đầu chạy cái đó. Thì để làm cái được cái chức năng đó, mình viết ở trong cái sự kiện luôn đi ha, mình viết bên trong cái event của mình luôn. Rồi thì mình có là ship ba, đó là cái tương tác ở trên cái ship ba. Rồi chấm set on ship ba chain listen rồi new phải chăng. Rồi thì ở đây là các cái hàm ở trong cái ship ba chain nè, thì mình quan tâm tới cái hàm gọi top structuring thoát, tức là khi mà mình top thoát, tức là đụng vào, tức là trượt tới cái điểm dừng của thanh ship ba, thì chuyện gì xảy ra, thì cái media của mình sẽ phát tới đó, chấm ship tu, ship tu. Cái gì đây, ship ba chấm. Mình cho cái set process rồi. Rồi phải cái mod mod. FRC in, screen in. Rồi để vượt qua cái này. Nó hơi lắp chút xíu nha. Để coi cái hàm đó là gì. Thứ ba không phải. Này định dạng. Làm sao mà. Ship 3 chấm set mask này, media set to ship 3 chấm get reset. Mình không truyền tham số thứ hai luôn đi anh.
Rồi bây giờ mình kiểm tra xem là cái coi còn sai gì nữa không. Nó hơi bị lắc chút xíu nha. À, mình lót từ Zoom qua bên kia nên nó bị delay xíu. Rồi bây giờ mình bấm cái play đi ha. Rồi bây giờ mình muốn cho nó dừng ở đây. Đúng không? Được chưa? Nó hỏi vậy là mình xong rồi phần này. Còn ví dụ như trong trường hợp mà nó hát hết thì sao? Nó dừng đúng không? À, bây giờ mình muốn là khi mà nó phát hết rồi đó là nó sẽ tự động bắt đầu bài tiếp theo. À, thì các bạn vào trong cái update tham son á. À, rồi mình viết cho cô là cái media meta player chấm set complete listen listener new khoảng trăng enter, hoặc là mình viết cái đoạn này cho cái nút lặp lại á, lặp lại cái bài mình yêu thích hoặc là lặp lại cái danh sách playlist của mình á. Rồi bây giờ các bạn lên trên cái net á, các bạn copy cái đoạn net cái đoạn net trong này mình copy từ cái position tới cái update dán xuống ở bên trong này. À, cần làm về thì khi mà nó hát xong một bài thì nó sẽ tự động nét qua bài tiếp theo. Rồi mình bấm play ha. À, bây giờ cô cho nó gần hết nè. Rồi nó sẽ tự phát bài tiếp theo ha. Rồi vậy là cô vừa hướng dẫn xong các bạn cái chức năng của cái app nghe nhạc offline.